Sáng ngày 14 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Ngân hàng Lộc Phát chi nhánh An Giang đã trao 10 xe lăn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh An Giang. Đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đến dự. Tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam tri ân đến Ngân hàng Lộc Phát chi nhánh An Giang đã hỗ trợ 10 xe lăn phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh An Giang khai thác tốt tiềm năng của bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ, nhất là bác sĩ trẻ ở lĩnh vực y dược cổ truyền và phục hồi chức năng, tạo niềm tin cho người dân. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang thăm hỏi tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh An Giang, mong rằng công đoàn cơ sở bệnh viện dù mới thành lập nhưng cố gắng khắc phục mọi khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn ngành y tế sẽ hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất để công đoàn Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh hoạt động, thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động tại đơn vị. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc vận động ủng hộ đồng bào tại các tỉnh thành phố phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương với tổng số tiền trên 5 tỷ 296 triệu đồng. Sau đây là danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ. Công ty Điện lực An Giang 190 triệu đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang 164 triệu 708 ngàn đồng, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang 100 triệu đồng, Chi cục Thủy sản An Giang 43 triệu 510 ngàn đồng, Chi cục Kiểm lâm An Giang 24 triệu 938 ngàn đồng, Hội Tương tế Người Hoa thành phố Long Xuyên 20 triệu đồng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang 9 triệu 930 ngàn đồng, Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Nông nghiệp An Giang 8 triệu 150 ngàn đồng. Ông Đỗ Hoàng Giang, đường Hùng Dương, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang 1 triệu đồng. Bà Trần Thị Kim Lan, bệnh viện Sản Nhi An Giang 2 triệu đồng. Bà Lâm Thị Lệ Huyền, số 141/2/2, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên 500 ngàn đồng. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, 389/9A, Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 500 ngàn đồng. Mọi sự đóng góp gửi về địa chỉ 1. Tiếp nhận ủng hộ qua số tài khoản, tên tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh An Giang, số tài khoản 37510302936300000 tại kho bạc nhà nước tỉnh An Giang. Nội dung ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. 2. Tiếp nhận ủng hộ trực tiếp, văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, số 21 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang. Điện thoại 0296 395 3209. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 9, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu nhân ngày truyền thống sân khấu Việt Nam 12 tháng 8 âm lịch. Lãnh đạo sở ban ngành tỉnh cùng nhiều soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ tề tụ về tham dự. Ngày truyền thống sân khấu Việt Nam là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu hướng tâm về tổ nghiệp, cùng nhau đoàn kết sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao để biểu diễn phục vụ công chúng. Lễ giỗ tổ sân khấu năm nay không chỉ là dịp để lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh nhà gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ những thuận lợi khó khăn cũng như những thành công trong hoạt động nghề nghiệp trong năm vừa qua, mà Phân hội Sân khấu An Giang còn vận động hội viên đóng góp ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra qua bài ca cổ Thiêng Liêng Hai Tiếng Đồng Bào của soạn giả Trần Kim Hằng vừa sáng tác, được soạn giả Nguyễn Hống thể hiện. Với lòng thành kính, văn nghệ sĩ, những người hoạt động ở lĩnh vực sân khấu đã cùng thắp nén nhang tri ân tổ nghiệp, nguyện noi gương tiên tổ, nối nghiệp ông cha, tiếp tục cống hiến tài năng, mang những nét đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống, phát huy giá trị trong thời đại mới, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân.